Sáng nay ngày 21 tháng 10, Công an huyện Bù Gia Mập cho biết đã mời tài xế Nông Văn Được, sinh năm 1991, trú tại thôn 5 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, về trụ sở Công an huyện để làm rõ hành vi cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng, gắn biển số không cho cơ quan có thẩm quyền cấp và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Trước đó, ngày 12 tháng 10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đội cảnh sát giao thông công an huyện Bù Gia Mập đã tuần tra kiểm soát và phát hiện một xe ô tô tải vi phạm các lỗi nêu trên đi theo hướng từ xã Đắc Ơ về xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập. Tổ công tác liên tục phát loa ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà cố ý ép không cho xe của cảnh sát giao thông vượt lên. Truy đuổi gần 6 km, tổ công tác mới dừng được chiếc xe vi phạm trên đường DT760 thuộc thông 6 xã Đường 10, huyện Bù Đăng tại đây lực lượng chức năng đã kiểm soát các loại giấy tờ của lái xe và phương tiện qua đó phát hiện phía trước xe có gắn một biển số nhưng lái xe lại xuất trình giấy tờ của một xe khác trong quá trình làm việc người này có thái độ không hợp tác không ký vào biên bản tự ý rời khỏi hiện trường